Kính thưa quý thầy trong hội đồng khoa học và quý đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Bùi Thị Thanh Tâm đến từ khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Thống Nhất. Và hôm nay tôi xin phép được báo cáo cái bài về một số cái đặc điểm hình ảnh trên các lớp vi tính của một số cái trường hợp thoát vị nội hiếm gặp. Thì thoát vị nội là một cái tình trạng di chuyển bất thường của các tạng trong ổ bụng qua các cái ngách một khe trong ổ bụng hoặc là qua các cái lỗ bất thường ở mạc treo hoặc là mạc nối. Và trong bài báo cáo hôm nay thì tôi xin phép được trình bày ba cái trường hợp thoát vị, nhất là qua dây chằng liền và qua mạc nối lớn, và một trường hợp nữa là thoát vị qua túi thừa mét keo không có được minh họa ở đây. Tuy nhiên đây là một trường hợp rất là hiếm gặp trên y văn. Thì thoát vị nội nó là một cái cấp cứu ngoại khoa, và do đó cái việc chẩn đoán xác định cái tình trạng này trên CT trước mổ là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đây cái hình ảnh của thoát vị nội trên CT thì nó cũng không có đặc hiệu và không có định hình, do đó cũng gây nên một cái khó khăn trong chẩn đoán. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ nghĩ tới thoát vị nội trên CT ạ? Chúng ta sẽ nghĩ tới thoát vị nội trên CT khi mà chúng ta thấy có cái hình ảnh tắc ruột quai kín. Như hình ảnh này minh họa chúng ta thấy rằng là có một cái khiếm khuyết ở mạc treo hoặc mạc nối, và một cái tạng trong ổ bụng thường gặp nhiều nhất là một cái quai ruột, nó sẽ chui qua cái khiếm khuyết này và nó gây nên cái tình trạng thoát vị nội, tắc ruột quai kín. Tuy nhiên khác với cái quai ruột, tắc ruột quai kín thông thường thì cái tắc ruột quai kín trong thoát vị nội nó sẽ có một cái điểm, đó là nó sẽ nằm ở một cái vị trí giải phẫu bất thường hoặc nó gây đè đẩy bất thường các cái cấu trúc và cơ quan lân cận. Ví dụ như hình ảnh này chúng ta thấy là có một cái quai ruột hình chữ C ở đây, và chúng ta thấy là vị trí của nó khá là thấp ở vùng hố chậu và nó gây đè đẩy cái tử cung là cái vùng chữ T này sang phía bên trái. Thì đây là một cái quai ruột kín ở một cái vị trí bất thường và nó đè đẩy bất thường các cái cấu trúc và cơ quan lân cận. Do đó thì cái tình trạng thoát vị nội cần được nghĩ tới ở cái trường hợp này, và đối chiếu với phẫu thuật thì đây là một cái trường hợp thoát vị nội qua dây chằng rộng. Và ngoài ra chúng ta sẽ rất là nghĩ tới cái tình trạng thoát vị nội khi mà chúng ta thấy các quai ruột kín nó tập trung dạng túi hay là dạng sắc lai. Thì trên hình ảnh này chúng ta thấy rằng là thoát vị nội nó sẽ có hai thể, thứ nhất là thể cửa sổ và thứ hai là dạng túi. Thì dạng túi nó sẽ xảy ra khi nào ạ? Nó sẽ xảy ra khi mà nó bị chui qua một cái lỗ khiếm khuyết của một cái mạc treo, mạc nối, nhưng mà cái lá phía ngoài nó vẫn bảo tồn, và do đó nó sẽ bọc lại cái quai ruột bị thoát vị giống như là một cái túi. Trường hợp nữa đó là cái quai ruột nó sẽ thoát vị vào một cái ngách hoặc cái hố ở sau phúc mạc, thì nó sẽ được cái lá phúc mạc bọc lại cũng giống như là một cái túi vậy đó. Thì hình ảnh này chúng ta thấy rằng là các cái quai ruột này nó tập trung rất là khu trú ở cái vùng bụng bên trái và giống như là nó đang được bọc trong một cái túi vậy. Thì đây chính là cái hình ảnh điển hình của sắc quai thoát vị nội qua cả cạnh trái tá tràng. Và khi mà chúng ta đã nghĩ tới thoát vị nội rồi thì chúng ta bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm cái cổ thoát vị, đó chính là nơi hội tụ của các cái mạch máu mạc treo. Như trên cái hình ảnh này chúng ta thấy là các cái mạch máu nó hội tụ về vị trí này, thì đây là cái vị trí mà chúng ta nghi ngờ là cái cổ thoát vị, và từ đó chúng ta sẽ đánh giá cái mối tương quan giữa cái cổ thoát vị cũng như là cái túi thoát vị với các cái cấu trúc và mạch máu lân cận để chúng ta xác định ra cái loại thoát vị ở đây là gì. Thực tế thì đi trên CT thì chúng ta rất khó có thể nhận diện được các cái dây chằng cũng như là các cái mạc treo. Tuy nhiên chúng ta sẽ dựa vô các cái dấu hiệu gián tiếp, ví dụ như là các điển hình đó là các cái mốc mạch máu. Chẳng hạn như đối với dây chằng liền thì chúng ta sẽ xác định cái vị trí của nó, dựa vô chúng ta xác định cái mốc mạch máu của nó chính là cái động mạch lốn hay còn gọi là cái dây chằng tròn bờ dưới của dây chằng liền. Và chúng ta sẽ nói rõ hơn các cái điều này qua các ca lâm sàng đầu tiên, đó là một bệnh nhân nam 55 tuổi nhập viện vì nôn ói bú bì trung đại tiện. Và khi mà chúng tôi chụp CT thì chúng tôi cũng ghi nhận một cái tình trạng tắc ruột quai kín ở cái vùng bụng phía bên trái, và chúng tôi nhận định rằng cái quai ruột kín này nó nằm ở một cái vị trí khá là bất thường, đó là nó nằm khá là cao ở phía trước gan. Do đó là chúng tôi cũng nghi ngờ đây là một cái trường hợp thoát vị nội, và kết quả sau mổ thì đã khẳng định đây là một cái trường hợp thoát vị nội qua dây chằng liềm. Thì dây chằng liềm đó là một cái dây chằng nó tạo bởi hai cái lá phúc mạc và nó cố định gan vào thành những trước và cơ hoành, và chúng ta sẽ xác định cái dây chằng liềm này dựa vô cái mốc của nó chính là cái bờ dưới của dây chằng liềm hay còn gọi là dây chằng tròn và động mạch rốn. Thì khi mà chúng ta thấy có các quai ruột nó tập trung ở phía trước gan, đồng thời chúng ta thấy có cổ thoát vị
mà nó ở ngay phía trên vị trí của cái dây chằng tròn thì cái chẩn đoán các vị qua dây chằng liền cần được nghĩ tới. Và quay lại cái trường hợp của chúng ta thì là trong cái trường hợp của chúng ta thì rất may mắn là bệnh nhân có chảy dịch ổ bụng được ít, cho nên chúng ta sẽ xác định được cái vị trí của dây chằng tròn là bờ dưới của cái dây chằng liền, và chúng ta ghi nhận cái cổ thoát vị là nơi hội tụ các mạch máu mạc treo ở cái lát cắt ngay phía trên cái lát cắt xác định vị trí của dây chằng tròn ấy. Cho nên là kết hợp với cái vị trí bất thường của quai ruột kín nằm ngay ở phía trước gan, cho nên chẩn đoán thoát vị qua dây chằng liền nó được nghĩ tới ở cái trường hợp này. Và trường hợp thứ hai đó là một bệnh nhân nữ 86 tuổi nhập viện với một cái tình trạng cũng là nôn ói, đi chung đại tiện, và khi chúng tôi chụp CT thì ghi nhận một cái tình trạng tắc ruột quai kín, nó khu trú ở vùng bụng trái và có cái dấu hiệu thiếu máu hoại tử ruột, cái quai ruột nó bắt thuốc kém mà không đồng nhất. Và khi mà đối chiếu với mổ thì đúng thật sự đây là một cái trường hợp tắc ruột quai kín, và cái quai ruột kín này nó đã bị hoại tử và bệnh nhân phải cắt 1 mét hổng tràng. Tuy nhiên cái nguyên nhân của nó đó là do nó bị thoát vị qua cái mạc nối lớn, và chúng ta thấy đây là cái ngón tay của phẫu thuật viên họ đi xuyên qua một cái lỗ khiếm khuyết của mạc nối lớn, thì đó chính là cái lỗ khiếm khuyết để mà các cái quai ruột nó chui qua và nó gây nên cái tình trạng thoát vị nội. Thì khi mà chúng tôi hồi cứu lại hình ảnh thì chúng tôi nhận thấy rằng là chúng tôi mặc dù đã xác định được đây là quai ruột kín, nhưng mà chúng tôi đã bỏ sót một cái điều rất là quan trọng, đó là chúng tôi đã bỏ sót cái vị trí bất thường của quai ruột kín này, đó là nó nằm rất là sát thành mục và chúng ta không còn quan sát thấy được cái động độ mô mỡ của mạc nối lớn ngăn cách giữa màng bụng với lại cái quai ruột này. Đồng thời cái quai ruột này nó cũng gây đè đẩy bất thường cái đại tràng ngang trên chỗ sau và cái đại tràng xuống vào bên trong, cho nên là cái chẩn đoán thoát vị nội nó cần được nghĩ tới ở cái trường hợp này. Và trường hợp cuối cùng đó là một bệnh nhân nam 42 tuổi và nhập viện với một cái tình trạng cũng là nôn ói, đi chung đại tiện. Khi chụp CT thì chúng tôi cũng ghi nhận một cái tình trạng tắc ruột non, và lần theo các quai ruột giãn thì tới vị trí PC size chúng tôi cũng ghi nhận được cái điểm chuyển tiếp giãn xẹp, và chúng tôi đánh giá đây là một cái trường hợp tắc ruột do dây dính ở cái vùng hố chậu. Tuy nhiên khi mà đối chiếu với kết quả phẫu thuật thì đây lại là một cái trường hợp tắc ruột do thoát vị nội liên quan đến khối thừa mẹ keo. Và như trên hình ảnh phẫu thuật thì quý vị thấy rằng là cái mũi hình sao nó chỉ vô cái đầu mút của túi thừa mét keo, và cái đầu mút này nó dính vô cái mạc treo đối diện, nó tạo nên một cái hố, một cái lỗ để cho các cái quai ruột nó chui qua và nó gây nên cái tình trạng thoát vị. Và khi chúng tôi hồi cứu lại cái hình ảnh này thì chúng tôi nhận thấy rằng là mặc dù chúng tôi đã xác định được cái vị trí hình tiếp đấy, nhưng mà chúng tôi đã bỏ sót một cái dấu hiệu quan trọng ở đây, đó là chúng tôi đã bỏ sót một cái cấu trúc hình túi này, đó chính là cái túi thừa mét keo, và đây chính là cái đầu mút của túi thừa mét keo nó dính vô cái mạc treo lên cạnh và nó tạo nên một cái hố để cho các cái quai ruột nó chui qua cái hố này, nó gây nên cái tình trạng thoát vị nội. Và đây chúng ta sẽ đi lần theo cái quai ruột, đây là cái vị trí điểm chuyển tiếp nơi nó chuẩn bị đi vô cái hố trong túi thừa mét keo, và nó chui qua cái hố đấy, nó sẽ đi vòng xuống phía dưới vùng chậu, nó ngược lên trên, và nó tiếp tục đi về tại vị trí này. Đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nó lại tiếp tục đi về vị trí này sát với cái túi thừa mét keo, và nó tiếp tục đi ra là cái quai ruột đi ra, quai ruột xẹp hoàn toàn để nó đổ về phía hồi tràng ở đây. Vậy thì cái trường hợp này nó khó khăn một điều, đó là cái quai ruột nó thoát vị qua cái hố tạo bởi cái túi thừa mét keo này thì nó xẹp hoàn toàn, nó không giãn mà nó chỉ giãn các cái quai ở trên dòng, cho nên nó gây một cái khó khăn, một cái nhầm lẫn trên việc chẩn đoán trên CT. Tuy nhiên khi mà chúng ta hồi chiếu lại hình ảnh thì thấy rằng những trường hợp này nó vẫn có những cái đặc điểm điển hình của thoát vị nội qua túi thừa mét keo. Đầu tiên đó là cái hình ảnh cây cầu bridge-like lesion, tức là khi mà cái đầu mút của túi thừa mét keo nó dính vô cái mạc treo lân cận thì nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh giống như là một cái cây cầu, và cái cây cầu đấy nó sẽ tạo ra một cái hố để cho các cái quai ruột nó chui qua. Ở trường hợp này thì chúng tôi cũng ghi nhận cũng có một cái quai ruột nó chui qua, cũng như là các cái mạch máu mạc treo nó cũng hội tụ về phía cái cây cầu này, và ghi nhận 2 điểm chuyển tiếp gần và điểm chuyển tiếp xa của cái quai ruột kín nó cũng hội tụ ngay về phía vị trí của cây cầu. Từ đó thì cái chẩn đoán thoát vị nội qua túi thừa mét keo nó được nghĩ tới ở cái trường hợp này. Thì bài báo cáo của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.